Chào mấy anh em, bữa nay mình review cho anh em xem cái lợp cúm núm mà tự mình làm đơn giản. Mình thấy mấy anh em mua trên mạng này kia tới triệu mấy cái không à. Cái này mình bày cho mấy anh em nào không có kinh tế thôi nha. Còn mấy anh em có kinh tế thì đừng có ném đá em tội nghiệp. Nè, em làm lợp đơn giản lắm. Nói chung mấy anh em lấy cái kèo mùng chụp cũ á. Cái này xài em xài nay 7-8 năm mà cũng còn nguyên chứ không có hư hao gì đâu. Cái này cần gì inox inét gì. Mình chỉ cần mình lấy keo mùng chụp cũ á, mình cắt ra, mình ra tiệm á, mình hàn hàn chỗ đá đó, cắt mấy con ốc rồi mình hàn cái gì vô, mình hàn vô lò xo thì em làm hai lò xo nhỏ vậy thôi à, không cần cái lập trên biển nó đè xuống mà có máu nó máu lại thôi là không có con bỏi nó mà xảy đó. Dù siêu bền thì mình mua về cũng nhiêu 70-80 ngàn, về mình rút bỏi ha, 10 con cũng xài cái đời cũng chưa đứt nổi nữa. Em bỏ ngoài nắng thì nó mục thôi nè, kẽm em bó bằng keo dày con nào mà xảy ra. Cái này là em chỉ làm vậy thôi, đơn giản cắm xuống đất vậy thôi cho bò bổi nó dính đựng rung kinh thì con mồi của mình nó nhét thôi. Còn cái đồ gài của em thiết kế đồ gài thì không cần phải tốn tiền tốn bại hết, nói chung cái gài này dễ ợt à. Hàng con ốc vô trong đây vậy chứ không cần khoe ăn vọng gì hết, kéo cánh lập lên vậy. Em quay bằng điện thoại nên không có rõ nha, nó vậy thôi. Thì có cọng dây gà kéo xuống dưới đây dàn đạp nè, nó vậy là dính đơn giản. Thấy mấy anh em mua lập gì mà tới triệu mấy cái thì hết hồn. Nó là những anh em mà có kinh tế thôi. Bỏi vô, sắn vô thì nó dậm lên đây cái này nó tụt xuống vậy nè, nó. Em quay bằng điện thoại nó không có rõ. Trời đang trời nắng nó đem con mồi ra đây cho nó phơi nắng. Ở trên đây thì mình đang lưới cho bỏi mồi, đừng có tung bậy bạ thôi. Mồi của em con này cũng xuống cấp lắm rồi, ra nắng tí là thở à. Nói chung là cái kèo mùng chụp cũ của mình đó, em nghĩ là một cái kèo mùng chụp thôi mình có thể làm 3-4 cái lụp, lụp quất lại càng dễ làm hơn nữa. Còn cái màu mà này em sợ xét, mấy cọng này lấy mấy cọng dây điện á, điện cáp mà người ta bỏ có mấy cọng kia ở giữa đó. Mình gút kẽm luôn. Trời ơi, hai hộp nước sơn, hộp nước sơn đen, hộp nước sơn vàng. Trộn lẫn cái ít cái nhiều quá. Hình như là cái màu vàng ít hay màu đen ít em quên mất tiêu rồi. Trộn xăng vô nó ra cái màu màu nhà binh đó. Trời ơi, sơn xài cả đời luôn. Nói chung là cái này em bày cho mấy anh em mà kinh tế mình yếu thôi chứ. Người ta có tiền người ta mua cái triệu mấy thì nó không tiếc rồi. Mình không có tiền mà mình chơi là mua cái điện máy rồi biết chừng nào đam mê chứ mình làm được mình cứ làm thôi. Em vừa lập nào cũng vậy, lập quất lập cúm núm, em thấy lập quất là dễ làm nhất. Cái mùng chụp có thể làm 5 cái lập quất bảo đảm luôn. Hàng nhiêu nếu mà cái lập này em hàng á, trong hàng 50-60 ngàn tiền dây dù nữa 70-80 ngàn, còn mấy cọng này thì kiếm kẽm gì cũng bệnh cũng được hết. Gút cái này gì đâu, lưới này lên mạng gõ chữ cách gút lưới em 15 phút là em gút được tấm này. Cái này thì dễ làm, bằng đạp mình dễ làm lắm. Lò xo thì bên hai cái thôi. Nói chung bài bài chơi chơi quay chơi chơi rồi cái lập cùi cùi cho anh em xem thôi, đừng chọi đá em nha. Dày sảy đường nào, bỏ vô sảy đường nào trời.